cả các bạn, tôi là Duy Hoan, hiện là giám sát thiết kế tại công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty kiến trúc Tân Á. Và cứ đến hẹn lại lên thì công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái mẫu nhà đẹp, có thể là một cái mẫu nhà cấp 4, một cái mẫu nhà ống, một cái mẫu nhà vườn, một cái mẫu nhà tấn cổ điển, hoặc là những một cái mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói, hoặc là các cái mẫu sơn, màu sơn, các cái mẫu gạch, các cái mẫu sân vườn để các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế. Thì mục đích của chúng tôi là đem đến cho các bạn một chút kiến thức về xây dựng công trình để những người nào chưa biết thì có thể là áp dụng vào đó để sau để mình làm nhà có thể áp dụng, có một chút kiến thức để áp dụng và làm cho công trình của mình. Và các bạn chỉ cần vào YouTube gõ vào nhà đẹp Tân Á, sau đó đăng ký và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào nhé. Thì trên kênh của chúng tôi thì có đầy đủ các cái video chia sẻ cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật thi công, xây dựng công trình, các cái mẫu nhà để cho các bạn thoải mái lựa chọn ngôi nhà tương lai của mình. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn một cái mẫu nhà biệt thự 2 tầng bằng phong cách hiện đại, và được chúng tôi thiết kế cho anh Sinh ở Cửa Lò, Nghệ An, với kích thước là 9,5 x 15m và chi phí của công trình này là 1,4 tỷ. Thì sau đây thì chúng ta cùng ngắm qua cái phối cảnh bên ngoài của công trình này. Như các bạn thấy thì đây là một kiến trúc hình khối theo phong cách hiện đại và kiểu mái Thái. Nhìn bên ngoài của công trình hình khối này thì chúng ta đã thấy được cái vẻ đẹp, toát lên được cái vẻ đẹp rồi. Ở công trình này thì chúng tôi thiết kế cho anh đơn giản, không quá cầu kỳ. Thì có nhiều người là có cái quan điểm là cứ đắp vẻ, cứ trang trí thì càng cầu kỳ, thậm chí còn thuê cả cái nghệ nhân để đắp vẻ các cái ở phía ngoài của ngôi nhà thì nghĩ đó mới là sáng trọng, đó mới là đẹp. Nhưng thực tế thì chúng tôi đang hướng đến cái sự đơn giản hóa và hiện đại cho công trình, vừa tiết kiệm cho gia chủ, vừa không mất quá nhiều thời gian. Và điểm quan trọng đó là tạo sự thánh thoát và vẻ đẹp cho công trình. Thì đó là quan điểm của công ty Tân Á chúng tôi, và công trình của anh Sinh đây thì chúng tôi cũng đang hướng đến cái tiêu chí đó. Thì màu sắc chủ đạo của công trình này thì vẫn là màu trắng kết hợp với màu ghi của phần mái và màu nâu của các cái lén chân, các cái chân tường này. Đấy, các cái lén này được chúng tôi là dán bằng gạch thẻ đi nắp. Và ở các cái mảng tường ở giữa này chúng tôi có bố trí các cái chỉ âm xung quanh cái ngôi nhà của anh. Đấy, cũng đấy, cả cái có phía trước này có hai cái trụ này chúng tôi cũng bố trí bằng cái gạch thẻ màu nâu nhạt.
Và toàn bộ hệ cửa của công trình này thì được chúng tôi thiết kế bằng cửa nhôm kính màu nâu, rất là đẹp và bắt mắt. Và để đưa cái công trình của anh sinh về với thiên nhiên thì chúng tôi cũng chú ý bố trí cho anh là các cái bồn hóa ở dưới cái chấn cửa sổ của tầng 2 và tầng 1, là chúng tôi bố trí các cái bồn hóa này để tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Ở đây là tôi cũng ban công này, chúng tôi cũng bố trí cái điểm bỏ cái cảnh cho anh. Ở cái gian sảnh của cái tầng 1 thì chúng tôi bố trí một cái sảnh ở ngay gian phòng khách. Ở phòng khách này, ở cái sảnh này thì chúng tôi có bố trí hai cái trụ to khỏe, rất là chắc chắn. Ở dưới trần của cái mái này thì chúng tôi có bố trí cho công trình các cái đèn downlight và cái đèn ấm trần, và xung quanh các cái trụ dưới chính của ngôi nhà này thì chúng tôi có cái bố trí các cái đèn trang trí. Về đêm nếu mà bật các bóng này lên thì ngôi nhà thật sự là lung linh và huyền ảo nha các bạn. Về tám cấp của ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế 3 bậc bằng gạch đen, bằng đá hoa cương màu đen ở 8 cấp. Đấy, các bạn có thể là nhìn thấy cái xung quanh cả cái cửa sổ này thì được chúng tôi bố trí các cái khu đất để trồng hoa, vừa và tác dụng là vừa tạo không gian xanh cho ngôi nhà và còn cái tác dụng là che nắng che mưa cho cái phần cửa sổ này. Rồi chúng ta cùng một lần nữa nhìn lại cả cái phối cảnh bên ngoài của ngôi nhà trước khi đi vào cái công năng chính của ngôi nhà này. Thì công năng chính của ngôi nhà thì ở đây chúng ta thể đi thấy vào đây là cái sảnh chính của ngôi nhà, để vào bước vào đây là cái phòng khách, đây là một cái cửa sổ để lấy gió và lấy nắng rất là thoáng. Ở phòng khách này chúng tôi thiết kế diện tích là 26 m², đầy đủ có một cái bộ bàn ghế và một cái kệ tivi và một cái lam được chúng tôi thiết kế ngay chân cầu thang này. Và đi vào đây thì chúng tôi có bố trí một cái phòng ăn và một cái phòng bếp với diện tích là 24,3 m², để đầy đủ các cái tiện nghi như bàn để đồ ăn, cái tủ lạnh, bồn rửa, cái bếp và bếp ga. Và đi sang bên tay phải thì chúng tôi có bố trí phòng ngủ thứ nhất là 24,4 m², với đầy đủ các cái tiện nghi trong phòng ngủ, nội thất như là tivi rồi tủ quần áo và các cái bàn trang điểm, cái đốn để bỏ cái đèn ngủ. Ở tầng 1 thì chúng tôi có thiết kế cho anh sinh là một cái không gian vệ sinh chung và một cái sân rửa. Ở cái nhà vệ sinh chung thì chúng tôi thiết kế với diện tích là 3,8 m² với đầy đủ như bệt xịt lavabo và vòi tắm. Rồi
Chúng ta cùng đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 của ngôi nhà được chúng tôi thiết kế gồm 3 phòng ngủ và một ba phòng thờ và một cái ban công. Thì phòng thờ được chúng tôi thiết kế là diện tích là 8,5 mét vuông. Và phòng ngủ thứ hai là 16,8 mét vuông. Đầy đủ cả cái tiện nghi ở trong phòng như là tủ quần áo rồi giường ngủ và cả cái bàn ghế để ở trong nhà có thể là dùng để trang điểm hoặc là có thể là dùng để học tập luôn, là được chúng tôi bố trí là theo cái phong thủy của gia chủ hợp hướng cho mỗi người trong gia đình. Phòng ngủ thứ ba được chúng tôi thiết kế với diện tích là 21,5 mét vuông. Thì phòng ngủ này được chúng tôi thiết kế cho vợ chồng anh, là có nhà vệ sinh khép kín ở trong luôn. Về phòng ngủ với diện tích nhà vệ sinh với trong phòng ngủ là với diện tích cũng bằng nhà vệ sinh dưới 3,8 mét vuông và cũng đầy đủ cái tiện nghi như lavabo, bồn rửa và cái bồn tắm cho ở trong phòng tắm này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thiết kế một cái nhà vệ sinh chung dành ở tầng 2 với diện tích là 4,5 mét vuông, cũng đầy đủ các cái tiện nghi như là bệt xỉ, lavabo và cái, nhà tắm. Và phòng ngủ thứ tư thì được chúng tôi thiết kế với diện tích là 17,8 mét vuông, cũng đầy đủ các cái nội thất bên trong của phòng ngủ như là tủ quần áo, cái đốn để bỏ 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 cái đèn ngủ, cái đèn học cho con cái. Được bố trí hợp phong thủy cho gia chủ. Đấy, thì đấy là cái công năng của chính của tầng 1 và tầng 2 công trình. Thì một lần nữa thì chúng ta cùng ngắm qua cái phối cảnh bên ngoài của công trình. Nhìn là rất là bắt mắt phải không các bạn? Thì các bạn nên hiểu vì sao mà cần phải thuế thiết kế. Bởi vì các bạn phải hiểu và phải nên nhớ rằng những cái nhà nào mà được chúng tôi thiết kế thì chắc chắn rõ ràng là sẽ đẹp hơn các cái nhà xung quanh và những thậm chí ở cái vùng đó luôn. Thì phần thiết kế này chỉ là một cái phần rất nhỏ, thậm chí là rất rất nhỏ trong cái chi phí của ngôi nhà. Chúng ta bỏ hàng tỷ bạc mà để xây làm một ngôi nhà mà chúng ta để và chúng ta nếu thuế thiết kế thì chúng ta sẽ nhận lại được cái gì, và đó là cái mục đích chính mà chúng tôi muốn gửi gắm đến cho các bạn. Và các bạn nhìn qua cái công trình này, nếu thấy thích thì các bạn có thể là để phần bình luận phía dưới và comment cho tôi. Và rất vui vì được và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo. Xin chào các bạn.